chào quý vị. Rất vui và hạnh phúc khi là chiếc cầu nối giữa khán giả truyền hình cùng với các gia đình yêu âm nhạc. Hãy đến với chúng tôi, gia đình tài tử. Trước khi giới thiệu hai đội chơi, Linh xin trân trọng giới thiệu thành phần ban giám khảo. Xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, nhạc sĩ Nguyễn Cường, ca sĩ Khánh Linh. Còn bây giờ thì cho phép Linh giới thiệu thành phần hai đội chơi. Chúng ta sẽ hướng về màn hình xem hai đội chơi đến từ đâu. Xin mời. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Như thường lệ, Đức Khuê với vai trò sứ giả của chương trình Gia đình Tài Tử lại đến với gia đình nhà anh Nguyễn Thọ Hiển. Như các bạn đã biết, Đức Khuê đang đứng ở một ngôi đình của xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Và chắc rằng tìm nhà anh Hiển cũng không khó. Bởi vì sao? Bởi vì hàng xóm ở đây là chắc là biết hết nhau. À, cháu ơi, lại đây cho chú hỏi cái nào. Nhìn đây, thế có biết nhà bác Nguyễn Thọ Hiển không? Có. Ở đâu? Dẫn chú vào nhá. Hàng đúng không? Dạ. Đây à? Đây à, dễ đây à cháu. Gia đình tài tử Nguyễn Thọ Hiển gồm có hai vợ chồng người em là Nguyễn Văn Bộc, 53 tuổi và Nguyễn Thị Trúc, 53 tuổi, đại diện cho ông Hiển, cùng em gái là chị Nguyễn Thanh Hiển, 43 tuổi, Nguyễn Ngọc Hòa, 44 tuổi, con gái của chú Hiển là Nguyễn Thu Phương, 26 tuổi và các cháu Thiều Ngọc Anh, 21 tuổi, Thiều Anh Vũ, 20 tuổi, Nguyễn Hoàng Sơn, 20 tuổi, Nguyễn Đình Quang, 19 tuổi, Đào Phương Thảo, 18 tuổi, Nguyễn Khánh Huyền, 9 tuổi cùng tham gia chương trình. Giây phút chào sân gia đình là đây. Hy vọng với sự đoàn kết của toàn thể gia đình sẽ xuất sắc vượt qua vòng thi tuần. Cái gì thử thách vượt qua kỳ thi tuần? Một bài hát có mang tên về có cây gió. Có cây gió, có cây gió, không mang tên, không mang tên người ơi. Nhân nhân rồi. Đây một bài hát khác về gió. Mình mang một tí đi nữa đi ạ. Để cho bớt căng thẳng, sứ giả nói luôn. Đó là bài hát Gió Bay Trên Đồi. Và đây là thử thách đối với gia đình. Nét mặt vui tươi, nụ cười hớn hở, ngân nga cùng bài hát chắc sẽ thành công đây. Gia đình nhà mình sẽ ra xe để Đức Khuê gửi lại. Cũng giống như những gia đình khác, gia đình của chú Hiển cũng nhận được một chiếc máy quay video camera. Các bạn, cháu thích cái kia từ đâu vậy? Vẫy tay chào sứ giả trong sự vui tươi, phấn khởi, cùng một tuần quyết tâm tập luyện giành giải thưởng 100 triệu. Ta chào đón gia đình anh Hiển đến từ Gia Lâm. Xin chào cả nhà. Hình như này đội này có lẽ là trẻ hóa đội ngũ hơi nhiều nha. Hình như phụ nữ chiếm ưu thế đúng không ạ? Xin mời chị. Chị có thể cho biết về cảm xúc khi mà chúng ta xuất hiện trong sân khấu Gia Đình Tài Tử. Hôm nay gia đình tôi đến với một sân chơi lớn như thế này quả thực là rất là xúc động. Và chúng tôi cảm thấy rất là hồi hộp. Và không rõ là chúng tôi có truyền tải được tất cả những cái ý tưởng, những cái phần luyện tập của chúng tôi trong một tuần vừa qua hay không. Xin hỏi chị Trúc ạ. Chị có bao giờ đứng trên sân khấu chưa? Thưa anh Quyền Ninh, tôi chưa bao giờ được lên sân khấu ạ. Chưa bao giờ hết. Hôm nay là lần đầu tiên. Anh Quyền Ninh như thực tế nhìn giống hệt luôn ở trong TV. Tôi thấy là như thế, tôi phấn khởi mỗi cái nhà. Tôi không thấy khác tí nào và giống. Thế là tôi hôm nay là đặc biệt là tin tưởng nhất là Balasulik. Tin tưởng Balasulik. Rất là hay. Rồi, xin cảm ơn chị rất nhiều. Rồi, chúng ta hỏi thành viên nhỏ nhất trong gia đình mặc áo rất đẹp, màu đỏ. Con tên là gì? Dạ, con tên là Huyền ạ. Con tự tin bao nhiêu phần trăm? Dạ, con tự tin 90% ạ. 90%? Nhưng mà chú Linh hỏi còn 10% nữa, tại sao con tự tin? Dạ, tại vì con ở trường con đã từng được lên sân khấu nhiều rồi ạ. Tức là 90% con tự tin về con, còn 10% gia đình còn lại là chưa tự tin. Cảm ơn con rất nhiều. Và xin chúc cho cả gia đình chúng ta sẽ thật thành công trong ngày hôm nay. Và điều quan trọng là gặp nhiều may mắn nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với gia đình thứ hai. Xin mời quý vị hướng về màn hình. Hôm nay, chiếc xe xanh quen thuộc sẽ đưa chúng ta đến với gia đình tài tử Nguyễn Hồng Quân. Gia đình tài tử tham gia hôm nay gồm có vợ chồng ông Nguyễn Hồng Quân, 46 tuổi, trưởng đoàn,
bà Nguyễn Thị Cúc 44 tuổi cùng hai người con là Nguyễn Trọng Nghĩa 24 tuổi, Nguyễn Minh Thông 21 tuổi. Người anh trai của ông Quân là Nguyễn Văn Xá 66 tuổi và cô em họ là Trần Thị Thủy 37 tuổi và các cháu Nguyễn Văn Nam 37 tuổi, Nguyễn Minh Lý 34 tuổi, Nguyễn Thu Trang 16 tuổi, Nguyễn Thị Lan Anh 13 tuổi, Nguyễn Thị Hồng Hạnh 8 tuổi, Mai Thị Diệp 34 tuổi cùng tham gia chương trình. Sở trường của gia đình mình là gì thế nhỉ? Chầu văn ạ. À, chầu văn ạ. Vâng, chầu mấy. Các cháu ngoài hát chầu văn. Dạ, con gái hát, vợ hát ạ. Vậy thử thách đối với gia đình là gì? Hãy sống trong âm nhạc. Sáng tác của Minh Châu. Có những lúc ta xa rời, có những lúc ta trên đời, và có những lúc ta muốn quên đi ưu phiền. Có lúc ta yêu đời, cũng thế nên ta yêu người, mà có tình thân vẫn luôn mơ mộng. Cái bài này thì báo cáo với bác Hiệp, em mới nghe thoạt đầu tiên mới một được một lượt thì em cảm thấy bài này nó hát rất là có độ sôi trong bài hát. Vâng. Thế nếu như mà ai mà khi đã hát được bài này thì cũng muốn nói là cũng là hòa chung cái nhịp, cái trái tim của mình nó cũng theo cái bài hát. Vâng. Nó cũng sôi sục. Bài này cũng nếu nói mà không bốc thì cũng rất là bốc. Báo cáo bác Hiệp là nếu hát được bài này cũng phải là khó khăn lắm. Đấy. Con thấy bài này cái tiết tấu rất là nhanh, vui tươi, yêu đời á. Tốt quá. Khi hát thì mình cái tâm trạng của mình phải hòa vào ấy, nó nhí nhảnh lắm. Con thấy bài này mà kết hợp được mọi người trong gia đình mình thật sự là rất cố gắng, vì bài này khá khó. Tóm lại là quyết tâm chiến thắng. Không chỉ tập hát, gia đình sẽ nhận được từ ban tổ chức một chiếc máy quay video camera Panasonic sẽ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của gia đình trong vòng 7 ngày luyện tập và gửi lại cho chương trình. Cái đợt thi tuần mà chiến thắng nhá. Dạ. Thì ta sẽ bước sang cái lần thứ hai. Lần thứ hai gọi là thi tháng thì cái lần ấy đã là thi chung kết. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông. Cô em hát tặng ca khúc về Hà Nội hay quá đi. Một vài tấm ảnh kỷ niệm cùng sứ giả và lời hứa quyết tâm cho 7 ngày luyện tập đầy vất vả sẽ bắt đầu từ giây phút này. Chúng ta chào đón gia đình anh Nguyễn Hồng Quân đến từ Hưng Yên. Xin chào bác ạ. Ở nhà bác có khi nào tập hợp cả gia đình lại cùng nhau nhảy múa ca hát không ạ? Anh em chúng tôi thì có những cái lúc vui thì có thể tập với nhau, nhưng còn có các cháu phải đi học này, rồi thì là các bạn còn có tuổi thì còn phải đi làm này. Yeah. Còn anh em chúng tôi những cái lúc nào rỗi rãi thì mới có thời gian thôi, chứ còn không thì thường xuyên là vẫn cứ phải mưu sinh cuộc sống, là mỗi người phải có cái việc riêng của mình. Có khi nào bác trai và bác gái cùng nhau song cao? Báo cáo bác, nếu mà như thế thì đã hộ khẩu đã ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Không đi nữa. Ủa nhưng mà sao hôm nay bác gái không lên sân khấu? Xin phép anh là bây giờ thì đội ngũ thì nó có hạn thôi. Chương trình là chỉ có từng này người thôi. Thì bây giờ phải sơ tuyển trước ạ. Tức là phải có giọng này, rồi phải có những cái trình độ như là phong cách này thì mới được. Chứ còn có thể không, thì ví dụ như là kém một tí thì có thể cho ở lại. Chúng tôi cũng vậy thôi. Vậy ý bác chứ... nói với bác gái không có hát được hả? Bác không hát được ạ. Xin phép ạ. Rồi, hỏi với động viên cũng được. Rồi, ở đây thành viên nào dàn dựng chương trình ngày hôm nay? Xin mời bạn đứng lên đây. Cũng nói chung là ý tưởng của em đưa ra, rồi sau đó là nếu như mà có những gì không hợp lý thì mọi người cùng góp ý đấy. Trong lúc tập thì bạn có làm khó ai trong gia đình không? Dạ không, em cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho mọi người, đó là tập những cái động tác dễ nhất mà mọi người có thể làm được. Bạn hài lòng gì với tiết mục ngày hôm nay? Tức là đến chương trình thì gia đình có quyết tâm rất là cao, tập với hết sức mình ấy, thì kết quả có như thế nào thì cũng rất là vui. Cái lòng tự tin thì bao giờ cũng là quyết tâm cao nhất ạ. Quyết tâm cao nhất. Quyết tâm thì chúng ta sẽ chiến thắng thôi. Nghe nói đội nào mà chuẩn bị tập luyện thi thì bị ăn trộm lấy hết đồ trong nhà. À sao ạ? Dạ thưa anh Quyền Linh, là cái đội em thì ban nãy anh Quyền Linh có hỏi là em đã lên được sân khấu bao giờ chưa nhỉ? Em thì lên rất nhiều nhưng sân khấu của em nó không giống cái này ạ. Thì sân khấu là gì? Sân khấu của nhà em là bằng 2 xào ruộng, 15 xào ruộng. Thì hàng ngày là em vẫn thường thường lên sân khấu đấy ạ. Thế vì thế mà hôm là gia đình anh Hiển tôi cũng có tham gia vào cái chương trình gia đình tài tử này, thì cháu nó có sang, nó mời bảo là bố cháu bảo mời gì đi sang để tham dự chương trình này. Thế là tôi thích sướng quá, thế là tôi bỏ luôn là ruộng ạ. Tôi bỏ hết cả mạ, 5-6 mạ ở ngoài đồng. Thế là tôi đi về đến sáng hôm sau ra lấy hết sạch. Vì năm nay là trời thời tiết rét đậm quá, thế là chết nhiều mạ, thế là về là mất hết ạ. Mất hết luôn. Vâng, mất hết thì nói thật sự ra là tôi đầu tiên tôi thấy là gia đình bốc thăm vào những cái bài này, tôi
tôi thấy nhạc trẻ, tôi bảo già rồi mình không chắc anh nhảy được thì nhưng mà vì là mất mạ thì tôi cố gắng với các cháu. À, xin chia sẻ cái nỗi buồn này với gia đình, vì mất mạ phải cố gắng. Thí dụ như không mất mạ thì sao ạ? Vâng, kính thưa ban giám khảo với thưa anh Quyền Ninh là vì là các cháu nó cũng chia buồn với tôi là tự dưng bị mất thì bây giờ về chú mắng làm nào. Thì ông nhà tôi bảo rằng là thôi cố gắng thôi đi thi để gỡ lại. À, xin cảm ơn anh gia đình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nhau để cùng giao lưu. Giao lưu hai, xin mời đại diện hai gia đình ạ. Chào anh ạ. Vâng, chào chị ạ. Vâng, tôi tên Hiền ạ. Anh tên Quân. Tôi là Hồng Quân ạ. Vâng, chào anh. Đến với cuộc thi hôm nay, anh có muốn là người chiến thắng không ạ? Đúng tâm tư và nguyện vọng của những người đã đứng ở trên sân khấu này thì chúng ta cũng phải nói cái thật lòng của mình. Cái chiến thắng rất khoát, chúng tôi phải muốn chiến thắng. Thế nhưng nếu mà mình chiến thắng mà đội bạn mình thích nhau, yêu nhau, mà hai đội gặp nhau mà để đội bạn mà buồn thì tôi cũng không thích lắm. Chính vì vậy cho nên, nhưng mà ban giám khảo đã là cái cân rồi, cũng phải có một người được và một người không ạ. Đúng rồi. Chính vì vậy, nhưng nếu mà dù bạn ở bên Gia Lâm mà có được thì người Hưng Yên nhẫn đồng miến ngọt của chúng tôi vẫn vỗ tay, vẫn reo hò, vẫn ăn mừng và chúc cho chị vừa rồi rất khoát là phải được cái mạ để mang về để cho chồng. Vâng. Ừ, rồi, cảm ơn anh và cảm ơn đội Hưng Yên. À, em xin xin phép chị một phút ha. Nếu như gia đình anh thắng thì anh có tặng mạ lại cho gia đình bên kia không? Cái này thưa anh Quỳnh Ninh, nếu như để mà nói một cái thật lòng nữa, vì con người ta không bao giờ mấy khi có cái điều kiện để đứng ở trước màn hình mà lại không những được giao duyên với lại những người nghệ sĩ mà tôi hâm mộ cả cuộc đời này, để mong muốn được nhìn tận mặt, và đặc biệt anh Quyền Ninh. Chính vì vậy, nếu như để mà đội tôi mà thắng, rất khoát tôi sẽ chia sẻ cái mạ này cho đơn vị Gia Lâm cũng như người miền Nam gửi lắng ra cho người miền Bắc chúng tôi. Vâng. Quá hay, quá tuyệt vời. Vậy thì tôi cũng mong rằng là đội của Hưng Yên là sẽ thi tốt nhất ngày hôm nay, và chúng ta sẽ cùng dắt tay nhau đến với đỉnh vinh quang và đến với chiến thắng. Xin cảm ơn chị qua chương trình này, cảm ơn Panasonic và đặc biệt là những người làm ekip trong chương trình hôm nay tạo điều kiện giúp đỡ để cho đoàn Hưng Yên chúng tôi được có mặt ở đây và cũng là được bắt tay và làm quen với lại tất cả các anh chị em gia đình tài tử ở bên Gia Lâm. Yeah. Vâng. Cảm ơn. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần bốc thăm để xem đội nào thi trước và đội nào thi sau. Số 1 thi trước, số 2 thi sau. Xin mời chị. Gia đình đến từ Gia Lâm là số 1. Gia đình đến từ Hưng Yên số 2. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần luyện tập qua đoạn video clip như sau. Xin mời quý vị hướng về màn hình. Vừa nhận thử thách, tối hôm đó gia đình chú Hiển đã vào cuộc ngay. Rồi, ok. Bắt con nha. Rồi là đem cho. Đúng rồi, hai lần. Nhưng gia chủ đi đâu mà chỉ toàn là nội tướng chỉ đạo thế này? Là hoàn cảnh thế này, sau bắt đầu đến chỗ cuộc sống này thì một người hát phát cuộc sống, sau tất cả chúng ta có khi con báo đêm dài. Tức là một người lúc bé thơ, có khi con báo đêm dài, để quên đi ta đêm trông mộng mơ. Và trốn mộng mơ của chú Hiển hóa ra là ở bệnh viện. Thì ra, ngay sau khi nhận được thử thách từ sứ giả, chú Hiển đã phải vào viện vì bất ngờ bị ốm. Văn nghệ nhà mình nó mọc, chả mọc là chị bất ngờ khi là nhà mình đấy, tinh thần cao thế này. Tôi ngồi nằm ở đây cũng... Mặc dù là chưa biết bài gì. Thế là đội hình thiếu đi một người trụ cột. Nhưng khó khăn không chỉ có thế. Thứ hai mà có được nghỉ thứ hai không? Đầu tuần nghỉ á? Mai nhá. Thứ hai tốt lắm ý, thứ hai nghỉ luôn ý. Được, chúng ta nghỉ thì em... Thế mẹ gọi lại cho mẹ bài thương. 4 ca ở trường. Ca gì? 4 ca học, 6 giờ sáng, 6 giờ tối với mình. Nghỉ luôn hả? Nghỉ đâu? Cái này gọi là ai nói cứ nói, ai ăn cứ ăn. Đây là sân khấu tại gia. Khó khăn vẫn hiện hữu, nhưng tinh thần luyện tập thì rất hăng say. Lực lượng trẻ trung hùng hậu vẫn là nét dễ nhận thấy trong đội hình này. Sôi nổi, nhiệt tình, nhưng liệu gia đình có vượt qua được thử thách của chương trình giao cho? Và liệu chú Hiển có kịp khỏi bệnh để cùng gia đình chiến thắng như chú mong muốn?
Cháu thấy vào sau đó là thành công. Hãy cùng đón xem. Em ơi hãy đến nơi đây ngồi, ta vui ta hát giữa cùng trời, cho quên đi hết bao nhiêu giông tố nắng mưa của cuộc đời. Vì ta đã đến bên nhau rồi, thênh thang ta bước trên lưng đồi, chim muông hoa lá theo nhau lên tiếng hát ca những gọi mời. Đời sống có khi còn bao đêm dài để quên đi ta đến chốn mộng mơ, thả hết những yêu thêm bấy quanh đời, thả hồn ta theo gió bay chuyển đổi. Từ trên cao nhìn xuống ước ao, mọi điều lo toan dường như mất dấu. Quên đi ta đến chốn mộng mơ, thả hết những yêu thương quay quanh đời, thả hồn ta theo gió bay chuyển đổi. Từ trên cao nhìn xuống ước ao, mọi điều lo toan dường như mất dấu. Trao cho nhau mong ước dễ thương đầy, để lòng ta thêm ngắn ngày. Đời sống có khi còn bao đêm dài, để quên đi ta đến chốn mộng mơ. Chúc mừng gia đình đến từ Gia Lâm. Gia đình đã tạo không khí hết sức là tuyệt vời trong phần biểu diễn của mình. Chúng tôi xin mời ban giám khảo. Đầu tiên thì thấy rằng là không thể biết được là mất mạ, hoặc là cũng có thể là thế này này, do mất mạ cho nên nó máu lửa đến mức độ như thế. Thấy là một cái sự rất là nhiệt huyết, rất là công phu về tập động tác. Tôi nghĩ là các anh các chị đã cố gắng hết sức mình và đã hát và vừa di chuyển này, vừa phải hát nữa, và đã luôn luôn cố gắng để giữ cho cái nhịp thở của mình tốt. Và tôi nghĩ là đấy cũng đã là một sự cố gắng rất lớn rồi. Tất nhiên là cách dựng thế là rất là hợp lý. Hát thì rất là đều và đúng nhịp. Về cái nhạc trẻ này quan trọng nhất là phải đúng nhịp, chạy nhịp là nó lộ ra ngay. Thế thì chúc mừng chương trình của gia đình ta. Xin thầy cảm ơn ạ. Giờ đây thì chúng ta sẽ đến với phần luyện tập của gia đình đến từ Hưng Yên. Xin mời quý vị. Nhận được thử thách là bài hát Hãy sống trong âm nhạc của nhạc sĩ Minh Châu, cả nhà bắt tay ngay vào luyện tập. Và khế là loại trái cây được lựa chọn để dưỡng giọng. Lời bài hát không khó, nhưng gọt thế kia thì ai mà hát được thông ơi. Rõ ràng gia đình tài tử Nguyễn Hồng Quân đang đắm đuối trong thử thách của chương trình giao cho. Đây quả thực là một hành động khó hiểu của ông bác. Thì ra là khó là từ lời hát mới và từ những cái động tác nó phải theo cái mới. Chẳng hạn như là mà diễn viên của họ chính quy nhà nước thì họ làm cái động tác như này thì rất đẹp chẳng hạn. Thế nhưng mà bọn anh thì chỉ như này thôi. Đấy, nó hát lên. Khó thì kệ khó, mọi người vẫn rất nhiệt tình. Đấy, cái này qua bay này. Hòa mình trong thế giới âm nhạc sẽ du hết những lo toan cuộc đời.
Với lực lượng khán giả hùng hậu như thế này thì càng phải diễn cho hăng. Với tình trạng đội hình thế này thì thứ hai là kéo cưa. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Cô con gái của chú Quân cũng nhiệt tình không kém gì bố. Cái khổ đầu tiên là gây hát, còn cái kéo cưa cuối cùng là phải sửa này, cái động tác đứng tạo dáng thôi, tạo dáng cuối cùng thôi, chỉ thế thôi. Ngày thi đấu đã cận kề, hãy đón xem tiết mục Hãy Sống Trong Âm Nhạc của gia đình tài tử Nguyễn Hồng Quân. Liệu họ có chiến thắng trong vòng thi này? Hãy chờ xem. Chính xác, chính xác, chính xác. Bây giờ ăn giá này, ghi thôi đấy. Có lúc ta dở dời, cũng có lúc ta chán đời, và cũng có lúc ta muốn quên đi ưu phiền. Cũng có lúc ta yêu đời, bỗng thấy tiếc ta yêu người, và có tim hoan hoan những mơ mộng đẹp tươi. Hãy đắm đuối trong âm nhạc, hãy quấn quýt bên cung đàn, và con tim ta hơi hát khúc ca mây ngàn. Hòa mình trong thế giới âm nhạc, sẽ thu hết những lo toan cuộc đời. Nào cùng nhau hát lên. Trong đời có những nơi đau con người, và con tim ta muốn nói nhưng không nên lời. Hãy hát khúc ca yêu người, trao nhau yêu thương môi cười, và bao yêu thương chưa chan trong điệu nhạc vui. Hãy đắm đuối trong âm nhạc, hãy quấn quýt bên cung đàn, và con tim ta vui hát khúc ca mây ngàn. Hòa mình trong thế giới âm nhạc, sẽ xua hết những lo toan cuộc đời. Nào cùng nhau hát lên. Nói là chúng ta vừa có những giây phút hết sức mình với âm nhạc. Xin cảm ơn đặc biệt là cụ ở đây rất là máu lửa. Xin mời phần nhận xét của ban giám khảo. Một tiết mục rất là sôi nổi, và cái sôi nổi hợp lý chứ không phải là sôi nổi bịa ra. Cái đó khó lắm đấy nhá. Cả bác lẫn cháu rồi cháu bé này nữa đây cũng là nhảy rất là hay, rất là đồng đều với nhau, rồi hát cũng đồng đều. Và cách bố trí về âm thanh cũng rất là tốt. Từng cái màu sắc của top nữ bên này, rồi top bên nữ bên này, rồi top nam ra sau, về âm nhạc rất là hay, rất tốt. Thì tôi còn thấy có một cái rất giỏi là cả gia đình nhà ta hát, chứ không phải là chỉ có vài ba người hoặc 4-5 người, mà khi cả một gia đình mình mà làm sao hát mà nó không bị lòi ra những cái giọng mà nó phô hay như thế nào. Tức là gia đình chúng ta là có cái sự say mê âm nhạc và biết về âm nhạc nhiều, và tập cũng rất là tốt. Quả thực là khi mà xem tiết mục này ạ, thì tôi rất là thích thú, và nhất là
hay hơn khi mà nhìn thấy bác lớn tuổi nhất trong nhóm ạ. Xin được hỏi bác là khi bác hát bài này bác có thấy thoải mái không? Về tâm lý, bác có thích không? Kính thưa các bậc sư phụ, thời của chúng tôi thì thường thường là hát những cái bài mà nó đã tính chất trữ tình này, nhưng bây giờ bập vào một cái bài này chúng tôi cực khó khăn. Cho nên tôi đã bị cháu mắng rất nhiều lần. Tôi đã hòa giao hẹn với cháu là nếu tối hôm nay mày mắng tha thì mày vỡ mồ. Cho nên là cái cháu là nghe nó là đến ngày hết ngày hôm nay thì xong. Cháu xin được mời bác bước lên phía trước ạ. Hồi nãy bác có nói là bác thường hát nhạc trữ tình. Bác có thể thể hiện một đoạn nào đó cho mọi người nghe được không ạ? Lắng tai nghe đàn bầu thanh thoát trong đêm thâu. Cảm ơn bác rất nhiều. Phải nói là phần biểu diễn của hai đội thật thú vị và hết sức nhiệt tình. Một lần nữa chúng ta hãy vỗ tay để cảm ơn những tình cảm của họ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với khả năng ca hát của đội đến từ Gia Lâm. 9,9, 9,8. Và khả năng ca hát của đội đến từ Hưng Yên, 9,6. 10, 10. Và bây giờ sẽ là số điểm khả năng sáng tạo của đội đến từ Gia Lâm, 10, 10, 9. Còn bây giờ là số điểm của đội đến từ Hưng Yên với khả năng sáng tạo, 10, 9, 10. Thật sự mà nói thì chúng ta đến đây đã chiến thắng rồi. Và chắc chắn rằng nếu như gia đình đến từ Hưng Yên mà có chiến thắng 100 triệu thì cũng chia sẻ mạ với lại gia đình đến từ. Đúng không? Đúng không? Quay. Đúng thế anh Quỳnh Minh ạ. Vâng. Một lần nữa ta xin chúc mừng cho cả hai đội Gia Lâm và Hưng Yên. Xin mời ca sĩ Khánh Linh và nghệ sĩ Dân Lan Hương sẽ lên trao giải thưởng cũng như là kỷ niệm chương cho đội đến từ Gia Lâm. Tôi xin mời nhạc sĩ Nguyễn Cương sẽ lên trao chiếc vé vào vòng thi tháng cho đội đến từ Hưng Yên. Quý vị thân mến, chương trình Gia Đình Đại Tử đến đây cũng đã khép lại. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Bây giờ thì Quỳnh Linh xin nói lời chào tạm biệt.